VBS Canada, Diễm Hương đang có mặt tại khuôn viên của chùa Pháp Vân và hôm nay có một buổi vận động cộng đồng người Việt Toronto và các vùng phụ cận tới để ủng hộ cho em Nam Nguyễn trong việc chuẩn bị để đi thi Olympics năm 2018 đại diện cho Canada. Và Diễm Hương xin quý vị cùng theo dõi chương trình phóng sự. Trên cái chương trình, trên cái đấu trường thế giới đó, là những cái điều mà Nam đã đạt được á, là một cái điều mà chưa có một người Việt thì là trên khắp thế giới từng đạt được. Chưa bao giờ Nam là người duy nhất đạt được cái chuyện đó. Và Nam là người có thể là đem cho chúng ta cái niềm hy vọng, một niềm tự hào là hậu duệ của người tị nạn đem lại được một cái niềm vinh dự cho Canada. Thì sở dĩ tôi nói đến cái niềm vinh dự cho Canada có hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là khi Nam diện kiến ông Thủ tướng Canada Stephen Harper cách đây một vài năm, thì Nam bắt tay ngài và nói rằng đây là thực sự một cái vinh dự cho tôi được gặp ngài. Thì Nam là người duy nhất mà ngài nói rằng không phải dành cái vinh dự được gặp một cái người vô địch thế giới cho tôi. Đó là lời của Thủ tướng Canada. Câu chuyện thứ hai, trong một cái buổi lễ mà tri ân ngài ông Howard Edelman, một cái người phát động ra cái phong trào giúp cho cái người, những gia đình Việt Nam thì là trong những cái thời 79-80 được nhập cư vào Canada, thì ba mươi mấy năm sau, hồi năm ngoái, thì cái buổi mà tri ân đó nó gồm được tổ chức bởi người Việt và cộng đồng người Do Thái. Thì đương nhiên trong một cái hội trường có cả người Việt, người Canada và người Do Thái rất là đông đảo. Thì cái người mà đứng lên cái podium để mà chào mọi quan khách là ông Howard Edelman, được tất cả mọi người đứng dậy và vỗ tay. Và người duy nhất thứ nhì ngoài ông Howard Edelman khi mà bước lên sân khấu làm cho tất cả mọi người trong hội trường, người Do Thái, Canada, người Việt đứng lên vỗ tay là chính là em Nam. Thì tôi vẫn còn nhớ mãi cái câu mà Nam nói đầu tiên: tôi tự hào tôi là người Canada gốc Việt. Cho nên chính vì vậy, khi mà chúng ta thấy một cái cơ hội để cho một người Canada gốc Việt là hậu duệ của người tị nạn có cái cơ hội đem lại cái vinh dự không phải chỉ riêng cho gia đình Nam, cho cộng đồng người Việt, cho Canada, thì đó là cái lý do mà tại sao các những anh chị, thật sự ban đầu là bác sĩ Khôi phát biểu cái gọi cái chuyện đó trước, thì bác sĩ Khôi sẽ đến thành của chúng ta trong một vài phút nữa, rồi sau đó lời kêu gọi đã được lan truyền ra, và bây giờ thì có một cái nhóm hoạt động tiên khởi để mà hỗ trợ cho em Nam. Đương nhiên cái chuyện mình như mình thấy Patrick Chan là một người Canada gốc Hoa, với một cái cộng đồng người Hoa gốc không biết bao nhiêu lần người Việt, và Patrick Chan được sự ủng hộ rất là nhiều từ người Hoa, và nhờ cái sự ủng hộ đó mà Patrick Chan có rất được giờ để mà được huấn luyện trên cái sàn trực ban. Nhờ có huấn luyện nhiều, nhờ có thầy giỏi, Patrick Chan đã được đạt được những cái điều mà chúng ta đã thấy. Bây giờ tưởng tượng nếu mà Nam có được đầy đủ những cái giờ mà huấn luyện như Patrick Chan, thì tôi không tin rằng Nam không đạt được những cái gì Patrick Chan đã đạt được, nếu không muốn nói là hơn. Cái chi phí cho những cái giờ huấn luyện như vậy rất là cao. Những cái hội đoàn mà bảo trợ cho Patrick Chan, giúp cho Patrick Chan đạt được những cái số giờ mà Patrick Chan được huấn luyện,
Nếu mà chỉ để gia đình Nam mà chi phí cho cái đó đó thì tôi không nghĩ Nam có được cái số giờ huấn luyện bằng 1/10 cái số giờ mà Patrick Chandler được huấn luyện. Cho nên để mà Nam có cái cơ hội cao hơn giành được cái huy chương tiền vàng thì cái số giờ được huấn luyện đó nó phải được cao hơn, nó được tăng nhiều hơn. Cái người mà huấn luyện Patrick Chan cũng là người đang huấn luyện Nam, chi phí rất là cao. Chỉ để cho gia đình Nam có thể sẽ khó khăn trong vấn đề số giờ mà giúp cho Nam đạt được cái thành tích đó. Cho nên cái ban vận động kêu gọi mọi người trong cộng đồng của chúng ta có thể ủng hộ để mà cái số giờ mà Nam được huấn luyện đã được tăng lên, và từ đó cái cơ hội mà Nam nhận được vinh dự cho toàn các cộng đồng người Việt khắp thế giới được cao hơn. Đến đây tôi xin nhận lời lại cho Chen. Cảm ơn anh Quang, kính thưa các bác, cô chú và anh chị em. James xin cho James nói tiếng Anh chút để cho Nam biết cho mấy em nó hiểu tiếng Anh. Thank you everyone for being here, especially our esteemed media, Thời Báo, VTV, SBTN, VBS, Thời Mới, and Quang Lâm TV. The reason why we're here is that we all love and honor Nam for what you have done in the last few years. I know in the recent Canadian National Championship, it was a little bit tough for you. Jiao and I, we were watching TV and she was crying when she saw, you know, the results, but she knows that it's a tough struggle for you this year. Last year you were 5'8", now you're taller than me. So we understand how hard it is with your growth spurt, that, but we know that you're going to do a very good job in the upcoming years. And so we called our group Nguyen, Road to 2018 Olympics. We know that you will be the first male to win the gold medal for all men. You know, we had your coach, Brian Orser, and all the other guys. The most they can do is silver. And Olympics is the hardest event you can compete in. And we are so confident. We no pressure again, but we know we are so confident in your abilities, and we know you're going to do so well. You know, I always think about our community, right? We have so many esteemed individuals. We have great people in our community, doctors, Thai, and, you know, all the leaders, you know, with the newspapers and the media. But, you know, there's only one national champion in Canada, and, you know, you reached that, right? And Nguyen was saying that at the Howard Edelman Award, right? When your dad came up, right? You're the son of a refugee. Just remember that, right? We came here. I came here when I was 5, 6 years old. Lee came when she was around 2 or 3, right? We had to go through a lot. So you have to remember what your dad went through, right? And your mom too, and what they've done to bring you to this level. So, you know, always be appreciative of your parents. And then, you know, after your parents, be appreciative of the people around you, you know, your community people, right? Because we all, you know, when we think about you, right, you're like our shining example, you know? There's so many of us in athletes, in sports, you know, there's people that grow up, they want to be doctors and dentists. And there's a lot of Vietnamese doctors and dentists and lawyers and successful accountants like Dian, right? But there's only one national champion. Right? And you are the, you know, you reached that pinnacle. You're the epitome of that success. And, you know, we, in English, they have this word called vicariously living through someone, right? So in all of us, you know, we're all living through you. So when you struggle, we struggle. And when you succeed, we all succeed, right? And so my wish is that, you know, you try your hardest. And no matter what happens, you know, we know that you're going to try your best. And if sometimes you fall when you're doing the quads and triple lutz and southpaws, you're going to fall one of these days, right? And don't be afraid to get up and do better, because we all love and support you. So on behalf of the committee, thank you. Cảm ơn cô chú, các bác, anh chị em. And I hope you can all support Nam. There's several ways you can donate. You can đóng góp về Thời Báo, Quý Cộng Đồng, Community Fund, hoặc là Chủ Pháp Văn. If you want a tax receipt, write it to Chủ Pháp Văn. And then later on, we're going to do an online for PayPal and through Canada Helps. Thank you very much. Kính thưa quý khán giả của đài VBS Canada, bên cạnh Diễm Hương là em Nam Nguyễn. Em là một niềm tự hào của cộng đồng người Việt, của Toronto nói riêng và của cả Canada cũng như thế giới nói chung.
vì em vừa tuổi trẻ nhưng rất là tài cao. Năm nay em Nam sẽ đại diện Canada đi thi ở Olympics năm 2018, sẽ được tổ chức tại South Korea là bên năm 2018. Và Diễm Hương xin có một vài lời để phỏng vấn em. Và hôm nay trong cái chương trình là vận động để ủng hộ, giúp đỡ Nam Nguyễn trong con đường đạt được thành tích năm 2018, thì chúng tôi có thấy có sự hiện diện của cộng đồng người Việt và những người trong ban vận động để giúp em có thể hoàn thành ước mơ sẽ được đạt giải nhất hay là một cái thành tích lớn ở cái ngày Olympics năm 2018 sắp tới. Chào Nam. Chào cô. Nam có thể nói cho quý khán giả của đài PBS biết là bây giờ để chuẩn bị cho năm 2018 thì Nam phải làm những cái bước như thế nào và có cần sự giúp đỡ như thế nào từ những người coach hay là những người vận động trong cái ban vận động ngày hôm nay? I need to practice really hard. I need to have a determination, and I also need to think about my parents' support and the support from the Vietnamese Canadian community, because I know that without them, I would not be able to achieve my goals. Em Nam nói là em phải không những cần những cái sự ủng hộ của gia đình, của những người trong cộng đồng, mà phải rất là tập luyện, rất là cực khổ để có được cái thành tích ở cái cuộc thi Olympic sắp tới. Và như ông Quang Nguyễn là cái người đã đại diện cho ban vận động vừa mới trình bày cho quý khán giả biết, đó là để đạt được thành tích thì Nam phải có cần rất là nhiều giờ để tập luyện với người huấn luyện viên. Và người huấn luyện viên này cũng là người đã huấn luyện viên Patrick Chen, là cái người đã được giải thưởng rất là nhiều thành tích đại diện cho Canada ở những kỳ Olympic trước. Và chúng ta cũng hy vọng là cộng đồng sẽ giúp một bàn tay để ủng hộ Nam, để Nam có thể có nhiều thời gian, dành nhiều thời gian để tập luyện chuẩn bị cho năm 2018 sắp tới. Nam nè, theo cô biết thì Nam đã đạt được rất là nhiều cái thành tích trong những năm trước, thì Nam có thể nói sơ qua cho quý khán giả biết những cái thành tích mà Nam đã đạt được trong những năm trước. Yeah, in 2007, when I was 8 years old, I won my first national title of Canada, and I was the youngest in Canadian history to ever do so, and I'm still the youngest in Canadian history right now. And my next biggest accomplishment was when I won the junior national title in 2011. And again, I was also the youngest in that category to this day. And then in 2014, I became the world junior champion. And then in 2015, I am the Canadian champion of Canada. Mỗi một năm thì Nam để đạt được cái thành tích cao hơn của năm trước, thì không biết là Nam có thể chia sẻ là một cái thời gian, một tuần hay là một ngày mà Nam dành cho sự tập luyện như thế nào, là bao nhiêu tiếng một ngày, hay là có được nghỉ một cái thời gian nào hay không? Yeah, every week I train 6 days a week, and every day it's 6 hours, and so it's very intensive. But I'm also like really busy because I have school to focus on, and I don't have much time to hang out with friends, and so really my life is dedicated to school and skating. Thật là một vinh hạnh cho gia đình được lên trên đây để mà nói lên được cái cảm xúc trong gia đình đối với tất cả các quý vị đang ngồi ở bên dưới. Những lời vàng, ý đẹp, những người đi trước, chẳng hạn như anh Quang, Jen, chị Khánh Lan đã dành hết cho gia đình và cho Nam trong cái thời gian vừa qua. Riêng về phần Sơn, Thư và gia đình thì thay mặt gia đình, Sơn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những tấm lòng quý báu của anh chị, bà con, cô bác đang ngồi dưới hậu trường. Sự giúp đỡ
chân thành mà không vụ lợi từ tất cả những tấm lòng hảo tâm ở bên dưới là một điều khích lệ cho gia đình. Mặc dù trong cái thời gian vừa qua 15 năm từ khi Nam bắt đầu sketching cho đến nay, phần lớn tất cả những cái chi phí mà để trang trải cho Nam là do công sức của cha mẹ thiêu đầu này dệt đầu kia để mà giúp cho Nam đạt được cái vô cái ước nguyện mà bao nhiêu đứa trẻ ở Canada đều mong muốn. Ngày hôm nay được cái sự giúp đỡ chân thành và không vụ lợi trong cộng đồng người Việt, một số người đã bỏ cái thiện nguyện, cái thời gian và cái tâm tư để mà gói ghém trao gửi tới Nam, thì ba tin rằng Nam có thể nhận thấy được cái sự quý giá, đúng không Nam? Từ tất cả những người ở bên dưới, thì ba hy vọng là con take it serious for your training, for your learning from the school, cũng giống như là sketching, để mà đền đáp lại cái sự giúp đỡ của bao nhiêu người trông chờ vào con. Riêng về Sơn và Thư thì chặng đường đi sắp tới rất là gay go. 15 năm gia đình đã đi với Nam alone, nhưng ngày hôm nay Sơn rất là xúc động khi biết rằng mình không còn alone nữa, mà còn có bao nhiêu người Việt not just only ở Toronto, around the world support cho Nam cũng giống như gia đình. Thì cái sự giúp đỡ đó nó làm cho gia đình có thêm một cái sự power, cái sức mạnh để mà nuôi dạy Nam, chăm sóc Nam và make sure Nam thực hiện được cái nguyện vọng. Không gì hơn bằng tất cả những cái sự biết ơn của gia đình, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thân hữu và con cô bác đã chân thành giúp đỡ. Mà điều đó Sơn chỉ thấy ở trong cộng đồng người Việt của mình ở Toronto. Cảm ơn. Sơn tính rằng chắc có lẽ Thư cũng muốn gửi lời một vài lời cảm ơn tới các bạn, thì Sơn cũng xin phép để cho Thư được có một vài word. Xin chào các anh chị em và tất cả các quý vị ngồi đây. Thì những cái gì ông xã đã nói thì mình cũng rất là xúc động và không biết dùng từ ngữ hay là gì để mà các nói lên những cái sự biết ơn của gia đình dành cho Nam và cho gia đình trong lúc này. Tại là 15 năm trôi qua thì đã bao nhiêu lần gia đình cũng muốn bỏ cuộc, tại vì cái con đường đi này rất là chông gai mà mình nghĩ không bao giờ mình thực hiện được. Nhưng mà tại vì cái ước mơ của cháu rất là lớn và cháu cương quyết, nên ba mẹ đã, như anh Sơn nói, đắp đầu này thêm đầu kia để cố gắng cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay có sự ủng hộ của tất cả các anh chị, của cộng đồng và của mọi người ngồi ở dưới đây và tất cả mọi người trên thế giới, thì mình cảm thấy là mình có thêm một cái niềm tin và sức mạnh để mà giúp đỡ cho cháu tiến bước trong vòng một vài năm tới, nhất là cái ước nguyện của cháu là được đi thi vào cuộc thi 2018 Olympic ở Nam Hàn. Và cũng là một cái vinh dự cho cộng đồng người Việt ở Toronto, ở hải ngoại, cũng là một cái sự trả ơn cho đất nước Canada đã cứu mang tất cả những người Việt mình ở nơi đây. Và anh Sơn là người tị nạn, cháu Nam là có một người tị nạn, thì mình cũng có một cái phần hạnh diện và trách nhiệm ở trong đó. Mặc dù gia đình không có làm, chưa làm được một cái gì nhiều cho cộng đồng, nhưng mà riêng bản thân cháu Nam ngày hôm nay
cũng là một cái niềm vinh dự cho cả cộng đồng. Nên nói chung gia đình Văn Nam rất là hạnh diện và rất là cảm ơn Văn, Văn một cái sự lời cảm ơn chân thành nhất từ tấm lòng, từ trái tim của ba mẹ và các cháu, và mong rằng một ước mơ của cháu Nam sẽ thực hiện được và không làm phụ lòng tất cả những cô chú, anh chị và ông bà ngồi ở nơi đây. Thì cái tiếp thì Sơn cũng xin phép quý vị khán giả dưới hậu trường cho phép Nam được nói lên một vài câu để show appreciation, sự biết ơn của cháu đối với tất cả những sự giúp đỡ và ủng hộ của các bậc cô chú. This will be my 13th year figure skating. It's been a long, it's been a long career for me, and I've worked with so many great people. But the amount of people that I work with, it doesn't add up to the support that I have from my my parents. I was always taught that family always comes first before anything else, and it's important to show your parents your love and the respect that they deserve, because the amount of time and money that they've sacrificed into my career, and I know for sure that any other parent in the sport of figure skating wouldn't take that extra step that my parents have done for me, and I'm so appreciative and so thankful to have my parents. And now I'm also thankful to know that I have the support from the Canadian Vietnamese community behind me, and I want to make all of you guys very proud, and I want to take you along with me on the journey to achieving my goal, which is to represent Canada at the 2018 Olympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea. And when I am able to represent Canada there, I will become the first Canadian male skater to win the gold medal. And and I can tell you for sure that this journey will be very difficult for my family and I to pursue by ourselves, and so I'm asking for your support and your love, which will 100% guarantee will boost our progress and our determination and our power to achieve the goals that I've set. And as I said, and I just want to make all of you guys proud. I don't want to disappoint any of you guys. Right now it's a little bit of a hard time for me, and so every bit of your support will help me become confident for next season, the season after that, leading up to 2018. And so I just want to say thank you for each and every one of your support. And yeah, I cannot wait to take you along on my journey to 2018. Sơn chỉ chờ xin one more minute để mà check one to confirm với anh Quang cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt, vấn đề funding mà Ray xin được giúp đỡ Nam trong thời gian tới. Xin Sơn xin guarantee rằng Nam sẽ có nhiều lesson hơn, nhiều cái bài học hơn với coach, có nhiều cái thời gian để mà training về fitness hơn, để chân mát cho Nam có more cái physical, để cho Nam có thể tận dụng hết cái thời gian đi học cũng giống như là đi training phục vụ cho trong cái thời gian 2 năm sắp tới này. Chặng đường rất là chông gai, nhưng mà Sơn tin rằng chúng ta có thể làm được, bởi vì chúng ta đã làm được trong vòng 15 năm qua rồi.
bring bring Nam từ một đứa trẻ nothing cho đến trở thành the world champion, junior champion in for the whole world, and also became a Canadian champion in Canada. So why not we cannot do it further in order to reach to the goal Olympic in 2018. Sơn tin rằng với sự giúp đỡ và cái sự nỗ lực của gia đình cũng giống như là cộng đồng người Việt chúng ta ở Toronto và trên toàn thế giới sẽ push cho Nam có được more confidence training and he will be the one we're looking for in the future. Thank you very much for the support. Kính thưa quý khán giả, bên cạnh Diễm Hương là anh Sơn Nguyễn. Anh Sơn Nguyễn là cha của cháu là Nam Nguyễn, và người mà chúng ta đang ủng hộ ngày hôm nay. Diễm Hương xin hỏi anh, tại vì như Diễm Hương biết và chắc quý vị cũng có thể tưởng tượng được hành trình để một đứa dạy giúp cho một đứa bé như Nam từ nhỏ đến năm nay là 15 năm là rất là nhiều chông gai và đòi hỏi rất là nhiều sự quyết tâm của bố mẹ cũng như rất là phải hy sinh rất là nhiều của cả gia đình để có thể giúp cho Nam có hoàn cảnh điều kiện tốt nhất có thể training với người best coach và có thể đạt được những thành tích ngày hôm nay. Thì em muốn nghe anh Sơn có thể kể lại cho quý khán giả để quý khán giả có thể thông cảm hơn và có thể ủng hộ em Nam trong cái chương trình 2 năm sắp tới để chuẩn bị cho cái kỳ thi Olympics 2018. Cảm ơn chị Diễm Hương. Thật sự thì cái gì cũng phải có cái giá để mà mình phải trả. Giống như Nam 15 năm thực tập training trong cái thời gian vừa qua cho tới nay rất là lâu để mà đạt achieve được những gì mà Nam có được đến ngày hôm nay á, thinh nó không có đơn giản, rất là nhiều, giống như chị cũng biết, rất là nhiều cái sự support ủng hộ của gia đình và sự hy sinh của cha mẹ. Mình ở bên đây đi làm thì các ca các cụm chị cũng chỉ đủ lo cho gia đình thôi, nhưng mà Nam accept sẽ nổ, mình phải lo nhiều hơn những cái mà mình đã lo trong những cái chi phí hàng ngày. Bên cạnh đó thì thời gian nữa, tiền lương đi làm hoặc là thời gian resource, bao nhiêu là thứ đều đổ dồn vô cho Nam hết. Mà up tới nay là 15 năm thì rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn là Nam đã đạt được rất là nhiều cái thành tích, rất là khích lệ, và một phần cũng làm cho gia đình được hãnh diện, bản thân của Nam được sung sướng, và tất cả những cộng đồng người Việt mình chắc có lẽ cũng rất là proud of cho cái chuyện mà Nam đã đạt được. Thì đó là chuyện đã qua trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì bây giờ được cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở Toronto cũng giống như là ở people around the world, thì gia đình cũng muốn gắm gửi đôi lời chân thân tình đến, tại vì mục đích của cháu là nó muốn được đạt được trong cái competition ở Olympic năm 2018 ở bên Đại Hàn. Thì chúng ta cần phải có một cái plan, một cái kế hoạch để mà chuẩn bị cho cháu. Thì 2 năm start từ ngày hôm nay cho đến năm 2018 tháng 3 thì đúng là chúng ta có đúng 2 năm nữa. 2 năm đó thì nó cần rất là nhiều cái sự gọi là nỗ lực, training, thực tập, và bên cạnh đó Nam nó còn đi học ở nhà trường nữa. Thành thử rằng là rất là nhiều cái khó khăn có thể nói là in front, nhưng mà với cái sự giúp đỡ không những gia đình và còn có cái hội cộng đồng người Việt nữa, thì Sơn tin rằng sẽ tạo ra được nhiều cái điều kiện để cho Nam được yên tâm về bình an và trong cái tâm hồn, thì từ đó cháu nó mới có thể work harder để mà có thể achieve được cái ước mơ của cháu. Bên cạnh đó, cái sự giúp đỡ của những người Việt của chúng ta cũng như trong những giải tạo cho Nam có được nhiều cái điều kiện để mà Nam có thể train được lâu hơn, có được nhiều lesson hơn đối với coach, và có được nhiều cái kỳ thi để mà dự đoán, để mà rào đoán cho cháu có được chuẩn bị cái khả năng để mà đến khi mà cái cuộc Olympic nó come thì cháu sẵn sàng ready để mà face off với tất cả mọi người around the world. Thì từ đây cho đến năm 2018 thì không biết em Nam có phải thi những cái kỳ nào nữa không anh? Thật sự thì mỗi một năm cháu đều phải thi hết, mà mỗi trung bình mỗi một năm cháu thi từ 5 cho tới 8 lần thi. Những cái kỳ thi đó là về đa số là về quốc tế,
cái level của Nam bây giờ nó là đại diện cho Canada. Nó chỉ có một hoặc là hai kỳ thi ở trong nước thôi, nhưng mà những năm kỳ thi còn lại là về the whole the world. Thì đó là những cuộc thi đó rất là lớn và quan trọng để mà determine cho Nam whether nó được select into the Olympic team or not. Vậy khi mỗi lần thi như vậy thì mình có một cái sự giống như là sponsor của một cái của chính phủ hay là của một cái công ty nào không ạ? Thật sự thì Skate Canada lo cho Nam hoàn toàn về vấn đề chi phí cho bản thân của Nam. Chẳng hạn như mỗi một lần đi competition ở overseas á, thì chính Skate Canada đại thoại cho Nam về vấn đề máy bay, hotel. Tuy nhiên những cái phần khác, chẳng hạn như gia đình phải lo cho Nam, chẳng hạn như bản thân của tôi, từ đó tới giờ Nam đi cầm biết tới đâu thì tôi là cái người mà đi theo Nam tới đó, thì từ tôi phải trả tiền tất cả các mọi chi phí, chẳng hạn như tiền vé máy bay, tiền hotel, bên cạnh đó tôi còn phải trả tiền cho coach nữa. Mỗi một competition như vậy, coach nó đi với Nam một tuần lễ, mình phải trả tiền cho coach, mình phải pay, rồi mình phải trả sometime tùy theo cái competition, mình phải trả tiền vé máy bay cho coach, mình phải trả tiền hotel cho coach. Thành thử cái chi phí như vậy, nó chính phủ thì người ta cover cho Nam only, nhưng mà phần còn lại của cha mẹ hoặc là của coach thì là bản thân gia đình phải take care. Thành thử cái đó nó Vậy Nam bây giờ đã là người trong cái level là Canada rồi, thì Canada không có giống như là có một cái chương trình nào để mà sponsor cho những người mà gọi là vận động viên của nước hay không anh? Thật sự thì Canada có, Nam nhận được funding, sự trợ giúp của Skate Canada, của chính phủ Canada có. Tôi thí dụ giống như Nam nó là ở trong cái national team top 5 của Skate Canada, thì mỗi tháng giờ Nam nhận được khoảng 1.500 đồng đó. Nhưng mà ở long la đát thì nó không có đủ vào đâu hết, nó chỉ có thể chiếm được 10% trong tổng cái chi phí mà gia đình phải chi phí cho Nam hàng năm. Thành thử là yes, Canada có support nhưng mà không có đủ để mà mình train theo đúng cái the way mà mình achieve là champion. Vậy nếu anh có thể ước tính thì là một năm Nam cần khoảng bao nhiêu tiền để mà có thể có khả năng mà giống như là đầy đủ thời gian và có tài chánh để mà có thể đi theo đuổi cái con đường này? Để trả lời cho chị Hương thì cái câu rất là rõ ràng là theo cái chi phí của gia đình trong thời gian 3 năm gần đây, tại vì Nam nó achieve được cái level là international competition đó, nó là belong international team của cái Skate Canada, thì cái ranking phải chi phí cho Nam trung bình từ 100.000 cho đến 150.000. Đó là cái cứ mỗi một cái competition đi á, trung bình Sơn phải chi trong gia đình phải chi phí là 5.000 đồng, đó là giá chót cho mỗi lần một competition. Chẳng hạn như cụ thể rõ ràng tối nay Sơn có nói chuyện với bà xã, sau khi mà ngồi xuống sực nhớ lại thì trong cái tháng giêng vừa rồi, hôm nay là cuối tháng 2, thì tháng giêng vừa rồi gia đình đã chi trên dưới 11.000 cho Nam. Đó là giấy trắng mực đen rõ ràng, trên dưới 11.000 đó. Thì nhiều lúc Sơn nói với bà xã rồi tôi, oh my god, tiền đâu mà mình có thể mình đi làm, tiền lương chưa tới với đó mà nội cái tháng giêng không là đã hết 11.000. Chẳng hạn như trả cho coach đi với Nam competition in Halifax thì đi championship là 2.000 đồng, gia đình cũng phải đi qua bên đó, đồ hô gia đình mua vé máy bay hết gần 1.500, trả tiền hotel 1.000 nữa, rồi tiền ăn nữa, rồi trả tiền cho Nam train ở cricket, mới ngày hôm qua trả cái bill 4.000 đồng, 3.925 đồng đó. Thì nếu mà cộng lại có nhiều thứ, cuối cùng Sơn nói với bà xã, oh my god, 11.000 đồng, where the money, how come we survive it? But thôi thì 15 năm rồi, nói thì nhiều lúc mình tức lên, mình giận lên, mình than, nhưng mà rồi cuối cùng đâu cũng vô đó, rồi cũng phải cố gắng cho đến ngày hôm nay đó. Thì chính phủ chẳng hạn như họ đâu có cho mình trả tiền cho mình đi với Nam, tại vì mình làm cha làm mẹ mình phải đi với nó còn nhỏ, đâu có bỏ nó được. Nếu bỏ nó thì coi như là everything burn down,
phải wake nó up, phải dẫn nó đi ăn, phải tập cho nó, phải đu dạy cho nó. Rồi sau đó mình mới gửi ra cho coach đứng ngoài bò với nó. Thành thử là a lot of things. Rồi đi làm, đi với nó lai đáp thì phải bỏ sẽ làm. Mình đôi khi vacation hết thì mình phải đi không lương. Đó. Anyway, a lot of things. Vậy thì hy vọng là trong cái thời gian sắp tới là với cái sự vận động của cộng đồng người Việt thì Nam cũng như gia đình sẽ bớt được cái gánh nặng tài chính và có thể focus, nghĩa là tập trung vào cái vấn đề training. Và hy vọng là em cũng hy vọng là Nam sẽ được tất cả sự ủng hộ từ cộng đồng người Việt cho đến tất cả các cộng đồng của người Canadian cũng như các sponsorship khác. Cảm ơn anh Sơn và hy vọng là chúng ta sẽ thấy được cái thành tích tốt nhất của Nam trong cái kỳ Olympic 2018. Cảm ơn chị Diễm Hương đã cho phép Sơn và gia đình có lên nói lên thổ lộ một chút ít tâm tình về cái việc là training cho Nam trong thời gian vừa qua. Cảm ơn và Sơn xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài. Đài VBS Canada, bên cạnh Diễm Hương là bác sĩ Nguyễn Hoàng Khôi. Ông là người đã khởi xướng chương trình vận động để giúp cho em Nam Nguyễn trong chặng đường sắp tới để đi thi cho kỳ Olympic 2018. Diễm Hương xin có vài lời hỏi bác sĩ Nguyễn Hoàng Khôi. Chào cô Diễm Hương và chào quý vị. Thưa anh Khôi, em được biết anh là cái người đã khởi xướng cái chương trình vận động này. Thì thứ nhất em muốn biết là vì lý do nào anh muốn giúp cho em Nam Nguyễn, và anh có cái hình dung được là mình cần những cái sự giúp đỡ cụ thể như thế nào cho em Nam có thể được thành tích cho cái kỳ Olympic 2018 hay không? Thật ra nói là tôi là người khởi xướng thì cũng không có trúng lắm. Chúng tôi là một cái nhóm người, chúng tôi cảm thấy là Nam là một trong những người mà rất là kỳ vọng của Canada. Và là đối với tôi thấy Nam là một trong những người Việt Nam đầu tiên mà có thể có một cái tài năng ở trong cái về những môn thể thao mùa đông. Chúng tôi được kỳ vọng đó là Nam là trở thành cái người họ Nguyễn đầu tiên mà đoạt được huy chương vàng của Thế vận hội mùa đông. Thì tôi nghĩ cái đó là một cái niềm hãnh diện chung của tất cả cái người Việt Nam, và đặc biệt là những người Việt Nam ở Canada, không phải là chỉ ở Canada không mà tôi nghĩ là trên toàn thế giới. Cái vấn đề mà chi phí để mà có thể tạo ra được một cái huy chương vàng đó thì nó rất là lớn. Thì tôi nghĩ cái đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của gia đình Nam để giúp cho Nam được trong cái vấn đề training, trong cái vấn đề làm như thế nào để mà đạt được cái huy chương vàng thì rất chọn đường rất chông gai. Thành ra chúng tôi muốn giúp cho gia đình Nam và Nam đạt được cái mục đích đó. Thì chúng tôi muốn Nam không còn chỉ là người con của cha mẹ gia đình mà muốn là Nam là con của cả cộng đồng người Việt Nam. Thành ra chính vì vậy chúng tôi muốn đưa ra một cái chương trình để cho tất cả quý vị đều có thể giúp cho Nam trở thành một người con của cộng đồng Việt Nam, để hy vọng là Nam đạt được một cái huy chương. Mình hy vọng là một cái huy chương mà mình rất là kỳ vọng cái huy chương vàng ở trong cái Thế vận hội mùa đông 2018 sắp tới ở Đại Hàn. Thì cách phương cách nào để cho cộng đồng có thể ủng hộ em Nam, là mình có cái những hình thức nào ạ? Chúng tôi ngay bây giờ sẽ đưa ra rất là nhiều cái chương trình, và nếu quý vị theo dõi trong báo chí trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ có địa chỉ để cho quý vị có thể giúp đỡ về vấn đề tài chính. Quý vị có thể viết thơ để ủng hộ, để khuyến khích cho Nam. Và sau đó chúng tôi sẽ có những chương trình để nhờ quý vị giúp đỡ trong online. Thì trong vòng một vài tháng sắp tới thì chúng tôi sẽ đưa ra rất là nhiều chương trình và chắc chắn là quý vị sẽ biết. Theo như em được biết thì là để được có một cái thành tích thì chi phí rất là cao, qua cha của em là anh Sơn Nguyễn nói. Thì không hiểu là ngoài cái sự ủng hộ vận động trong cộng đồng người Việt thì không biết anh có cái hướng tới là kêu gọi những công ty lớn của Canada đứng ra sponsorship cho em hay không? Cái đó nó là một cái vấn đề tương đối khó, tương đối rất là khó. Là tại vì ở bên đây đó, nhất là những cái sự tư bản đó, muốn có một cái sponsorship thì mình bắt buộc mình phải có một cái gì
mình phải có một cái thành quả nào đó trước khi mà họ có những cái sponsor. Thì nếu mà muốn được một cái sponsor hay muốn được những cái gì của những cái công ty lớn đó, thì chuyện đầu tiên là mình phải có một cái thành quả nào đó. Và cái thành quả đầu tiên để mà hy vọng mà Nam đạt được đó, để mà có được những cái sponsorship, thì là phải có cái huy chương ở trong cái Thế vận hội. Thành ra trước khi mà mình giúp cho Nam đạt được cái đó thì là Nam rất là cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng từ đây cho đến năm 2018. Cảm ơn anh Khôi rất là nhiều, và hy vọng với những lời tâm tình của anh cũng như sự chia sẻ của gia đình em Nam thì cộng đồng người Việt chúng ta sẽ cùng đứng chung một chiếc tàu với gia đình em và giúp cho em có được cái thành quả tốt nhất trong cái kỳ Olympic sắp tới. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn cô. Chương trình phóng sự của đài VBS Canada, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cùng gia đình cũng như cộng đồng người Việt và ban vận động cùng giúp cho em Nam được những cái sự giúp đỡ tốt nhất, và để sẽ có được cái huy chương, một cái huy chương hy vọng là huy chương vàng của một người Việt Nam, có lẽ là đầu tiên với cái tuổi trẻ như vậy ở cái kỳ Olympics năm 2018 ở Đại Hàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả.